muộn sát là dùng đòn đánh hết cờ. Khi tướng đối phương bị các quân làm cản trở bế tắc đường đi, thí xe tạo cơ hội cho muộn sát. Mã tướng đều không thể chạy, muộn sát thua cờ. Ở đây là Đỏ chủ động dùng quân đè tướng để tướng tắc đường đi. Tiến pháo đè tướng làm tướng không thể di động. Đỏ muộn sát thắng cờ. Ở đây là đoàn đánh tắc pháo đen làm đen hết cờ. Pháo đen tắc không thể di động. Đỏ thắng cờ. Ở đây là do pháo mã làm tắc tướng. Đỏ dùng xe chiếu hết. Đỏ dùng đòn lộ tướng, đồng thời mã đen làm tướng bế tắc không di động được. Đỏ muộn sát thắng cờ. Chúc các bạn nghiên cứu thành công đòn muộn sát.